Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong câu chuyện hướng tới trận cầu rất đáng chú ý ở sân vận động Abdullah bin Khalifa vào lúc 21:30 ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Việt Nam, Indonesia, trận chiến của hai đội bóng Đông Nam Á giữa lòng châu Á, trận derby Đông Nam Á giữa lòng châu lục, rồi rất là nhiều những mỹ từ khác đã được dành cho cuộc so tài rất đáng chú ý này. Huấn luyện viên Sitiang sẽ phải đối diện với một huấn luyện viên khác sau nhiều lần ông không thể làm nên những điều đặc biệt trước người đồng hương Park Hang-seo. Lần này là một huấn luyện viên thậm chí còn tên tuổi hơn, ông Philippe Chuzier. Thưa quý vị và các bạn, một trận đấu mà AFC đã gọi là một trong năm trận cầu đáng chờ đợi nhất ở vòng đấu bảng. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật tình hình cũng như sẽ đưa ra những đánh giá. Một là ai sẽ thay thế Đình Bắc khi mà cầu thủ chơi rất hay trước đội tuyển Nhật Bản vắng mặt trong cả hai buổi tập gần đây. Và điều còn lại đó là đâu là những hung thần đã từng gieo sầu cho đội tuyển Indonesia và hôm nay có thể tiếp tục khiến cho đội bóng xứ vạn đảo phải ngậm ngùi. Đó là những câu chuyện mà Biên Cương muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Nhưng trước tiên thì Biên Cương xin phép được dành cho quý vị một câu hỏi. Đấy là huấn luyện viên Philippe Chuzier, ngoài biệt danh là phù thủy trắng thì ông còn có biệt danh gì khác không ạ? Đây là một điều mà Biên Cương tin chắc không phải ai cũng biết. Đó sẽ là câu chuyện ở phần cuối chương trình khi câu trả lời được đưa ra. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện về việc ai sẽ thay thế Đình Bắc. Quý vị biết đó là Đình Bắc đã chơi hay như thế nào trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Và Đình Bắc được coi là người sẽ đối đầu và tạo ra một sự so sánh rất thú vị với Marcelino Ferdinand. Cả hai đều là những tài năng rất trẻ và cả hai đều đã ghi bàn trong những trận đấu đầu tiên của đội tuyển tại Asian Cup năm nay. Nhưng trong khi Marcelino Ferdinand, người được huấn luyện viên Philippe Chuzier coi là một trong hai cầu thủ đáng ngại nhất bên phía Indonesia gần như chắc chắn sẽ ra sân, thì Đình Bắc lại khó có thể góp mặt. Tuy nhiên, với những tính toán và sự chuẩn bị có thể nói là dài hơi của huấn luyện viên Philippe Chuzier thì chúng ta cũng không quá lo lắng để tìm ra những người có thể thay thế cho Đình Bắc. Quý vị biết là trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản thì hai cầu thủ đã rời sân sau khoảng 2/3 thời gian của trận đấu. Đó là Minh Trọng và Đình Bắc rời sân. Thì những người được vào sân thay thế có Văn Khang thay cho Minh Trọng và người thay thế vị trí của Đình Bắc là Văn Trường. Tuy nhiên phải nói là Văn Trường hôm đó khó có thể đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn so với những gì mà Đình Bắc đã thể hiện. Và trận đấu với Indonesia ngày hôm nay thì Biên Khương không cho rằng nếu Đình Bắc không ra sân thì Văn Trường tiếp tục là phương án thay thế. Có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do quan trọng là bản thân huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng đã có những phương án cho mỗi một trận đấu khác nhau. Cũng chưa có gì đảm bảo rằng ngay cả khi Đình Bắc sung sức thì cầu thủ của câu lạc bộ Quảng Nam sẽ có mặt trong trận đấu với Indonesia, vì mỗi trận đấu là một tính toán khác nhau. Mỗi trận đấu là một đối thủ ở đẳng cấp, có lối chơi và vì thế Việt Nam cũng phải ứng phó khác. Nhật Bản ở một đẳng cấp khác, Indonesia là đối thủ ở cùng khu vực. Còn Iraq cũng lại là một đối thủ mà chúng ta đã trải nghiệm hôm 21 tháng 11 năm 2023. Thế cho nên những phương án nhân sự mà Biên Cương cho rằng đã được cất giữ ở trận đấu với Nhật Bản cũng là những phương án có thể sẽ là của để dành chỉ riêng cho trận đấu gặp Indonesia. Quý vị cứ hình dung là với một hàng phòng ngự, tuy là có những cầu thủ có chiều cao tốt thể hình lý tưởng như là Erkan Bagot cao tới 1m96 hay Jordi Amat vân vân, thì họ lại có một điểm yếu rất là rõ ràng, đấy là đôi khi hơi chậm chạp và thậm chí có thể là vụng về. Vậy thì trong bối cảnh như vậy, những người như Văn Toàn liệu có phát huy được tác dụng không? Chắc chắn là có thể phát huy tốt tác dụng. Và còn chưa kể tới trường hợp của Quang Hải nữa. Văn Toàn, Quang Hải là những người còn sót lại từ Asian Cup năm 2019. Bên cạnh Duy Mạnh, bên cạnh Hùng Dũng và bên cạnh Tấn Tài thì ở trận đấu với đội tuyển Nhật Bản mới chỉ có Hùng Dũng ra sân thôi. Những người có kinh nghiệm Asian Cup xứng đáng được tiếp tục ra sân, và đó chắc chắn có thể là Quang Hải và đó có thể là Văn Toàn. Huấn luyện viên Philippe Chuzier đã từng nói một câu rất là hay mà ông đã chia sẻ, đó là gì? Đó là để có những chai rượu vang ngon thì cần những chùm nho chín mọng, và cho bóng đá cũng vậy, để có được một đội hình hay, một trận đấu đẹp và một chiến thắng thì cần tới những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm. Tức là dù là một người rất là mong muốn trẻ hóa, nhưng huấn luyện viên Philippe Chuzier vẫn đặt cao kinh nghiệm của các cầu thủ. Cho nên Biên Cương cho rằng nếu Đình Bắc không thể ra sân thì những phương án đến từ Văn Toàn, đến từ
Quang Hải sẽ là những sự lựa chọn hết sức là chất lượng. Dù những người khác như là Văn Trường, Văn Tùng, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng, và thậm chí là Văn Tùng có thể sẽ là một phương án rất là tốt trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang thiếu đi một trung phong cắm cổ điển đúng nghĩa ở hoàn cảnh mà Tiến Linh không thể tham dự giải. Cho nên vắng Đình Bắc thì cũng là một sự nuối tiếc, nhưng chắc chắn sẽ tìm được những người có thể lấp khoảng trống và thậm chí còn mang lại những giá trị rất lớn về mặt nhân sự. Đó là trường hợp của Quang Hải, một trong những hung thần đã từng gieo sầu cho đội tuyển Indonesia. Vincento phong cách hơn, khỏe khoắn hơn mà không lạnh. Vincento mang lại cho quý vị và các bạn rất là nhiều những sự lựa chọn chất lượng về sản phẩm thời trang, từ những chiếc áo polo cho tới những chiếc áo khoác, và đáp ứng mọi yêu cầu của quý vị trong từng điều kiện thời tiết khác nhau. Những chiếc áo khoác mỏng, những chiếc khoác dày, và cũng đang có những khuyến mại tốt dành cho quý vị, như là combo 2 chiếc áo khoác Zero Nine có giá là 1.698.000 đồng, thì quý vị sẽ được tặng một chiếc ví da cá sấu cũng đã có giá trị lên tới 1.598.000 đồng. Bên cạnh đó thì như sản phẩm chiếc áo da cao cấp mà Viên Cường đang mặc đây cũng là một sản phẩm rất là chất lượng với giá là 1.198.000 đồng. Đương nhiên với một chiếc áo da cao cấp nhập khẩu như thế này thì quý vị không bao giờ phải lo bong chóc hay là bị sờn hay bị nổ đâu ạ. Quý vị hãy truy cập vào website vincento.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0889 333 3300 để đặt mua trực tuyến hoặc được tư vấn. Trở lại với trận cầu trên sân vận động Abdullah bin Khalifa, rất rõ ràng là hai đội đã có nhiều sự thay đổi, thậm chí là có cả những sự thay đổi so với tại SEA Games vừa rồi, khi huấn luyện viên Chu Jie dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam đối đầu với U22 Indonesia tại bán kết. Nhưng đối với đội tuyển Việt Nam thì chúng ta vẫn còn đó những người đã từng gieo sầu cho đội bóng này mà ông Shin Tae-jung là người hiểu hơn ai hết. Kể từ năm 2020, khi ông đến với bóng đá Indonesia thì ông đã trải qua 4 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia với Việt Nam rồi, trong đó thì có 2 trận hòa và 2 trận thua, mà trận thua với tỷ số 0-4 cũng là lần đầu tiên ông đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Một trận thua tại Dubai, hôm đấy thì chúng ta nhớ đó là Tiến Linh ghi bàn, Tiến Linh vắng mặt ở giải đấu lần này. Nhưng vẫn còn đó những cầu thủ đã nâng tỷ số lên thành 2 và 3-0. Đó là Quang Hải, đó là Văn Thanh, người ấn định tỷ số ngày hôm đấy là Công Phượng. Không có mặt ở giải đấu lần này, nhưng Quang Hải và Văn Thanh là những người đã tạo ra những bàn thắng cực kỳ ấn tượng. Quang Hải là một cú đá ngoài khu vực 16m50, Văn Thanh là một pha cứa lòng cực kỳ điệu nghệ. Và đó là hai trong số nhiều hung thần đã từng ghi bàn và gây khó cho các cầu thủ Indonesia. Duy Mạnh cũng có thể ra sân, và cổ động viên Indonesia thì không bao giờ quên bàn thắng của Duy Mạnh tại Bali trong trận đấu lượt đi của vòng loại World Cup năm 2022. Rồi những pha lập công sau đó cũng đã đến trong trận bán kết lượt về của AFC 2022. Hai bàn thắng của Tiến Linh tại Mỹ Đình giúp chúng ta vượt qua Indonesia với tỷ số 2-0 để vào chơi trong trận chung kết. Và người đã thực hiện hai pha kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn ngày hôm đấy chính là Hùng Dũng. Hùng Dũng cũng góp mặt tại giải đấu lần này, và đương nhiên đó sẽ là một sự lựa chọn rất chất lượng khác. Còn nếu xa hơn thì cổ động viên Indonesia cũng không thể nào quên khi mà Hùng Dũng là người đã từng chơi tuyệt vời trước U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 2019. Một bàn thắng, một quả đá phạt kiến tạo, và đó là một trận thắng mà bóng đá Việt Nam đã chờ đợi để có tấm huy chương vàng đầu tiên sau một quãng thời gian rất rất dài không thể có được danh hiệu này. Đó là tấm huy chương vàng SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Và đương nhiên các cổ động viên Indonesia cũng không quên điều đó. Tức là gì? Tức là những người đã từng chơi tuyệt vời trước đội tuyển Indonesia, những người đã từng gieo sầu cho Indonesia đều góp mặt.
Chúng ta dành rất là nhiều sự tôn trọng cho Indonesia với dòng máu của những cầu thủ nhập tịch, những cầu thủ ngoại kiều, và họ cũng đã tiến bộ hơn rất là nhiều so với những trận thua trước đây, và tiến bộ hơn so với chính họ chỉ sau khoảng 1 đến 2 tuần vừa qua. Một trận đấu hay, một trận đấu quyết liệt và xứng đáng là một trận chiến quyết định tấm vé đi tiếp của một trong hai đội. Hôm nay thì có nhiều yếu tố sẽ quyết định, trong đó những phương án thay thế cho Đình Bắc sẽ là những phương án rất quan trọng, bên cạnh cái duyên của những người đã từng ghi bàn vào lưới Indonesia. Cần một sự tỏa sáng kiểu như của Quang Hải, cần một khoảnh khắc thăng hoa kiểu như của Văn Thanh ngày nào, và cần cả một sự bất ngờ đến từ những dòng máu trẻ kiểu như một cú sút của Minh Trọng chẳng hạn. Tất cả những yếu tố đó sẽ làm nên điều đặc biệt ở sân vận động Khalifa Abdullah bin Khalifa. Bây giờ thì Việt Cường xin phép được trở lại với câu hỏi ở đầu, đó là ngoài biệt danh là Phù Thủy Trắng, ông Philippe Chuzier còn có biệt danh gì nữa? Thưa quý vị, thời mà ông rất là thành công với bóng đá Nhật Bản từ năm 1998 đến 2002, khi mà giúp đội bóng vô địch Asian Cup năm 2000 vào tới chung kết của giải U20 World Cup năm đó, và sau đó là lần đầu tiên đưa bóng đá Nhật Bản vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup, thì ông có biệt danh nữa, đó là Quỷ Đỏ. Tại sao? Bởi vì khi đấy thì cứ mỗi khi tức giận, đôi má của ông Philippe Chuzier lại đỏ lên, và khi đấy thì truyền thông châu khu vực và đặc biệt là truyền thông Nhật Bản gọi ông là Quỷ Đỏ. Quỷ Đỏ gắn liền với những đội bóng chiến thắng, những đội bóng mạnh mẽ ở bóng đá, và hôm nay hy vọng rằng tại Qatar thì chúng ta sẽ là Quỷ Đỏ để một lần nữa gieo sầu cho Indonesia. Indonesia cũng có trang phục màu đỏ là truyền thống, nhưng hôm nay với tư cách là đội chủ nhà, chúng ta sẽ ra sân và được quyết định trang phục, chúng ta sẽ ra sân với bộ trang phục màu đỏ và hy vọng rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Tờ Sportmo của Anh đã đưa ra dự đoán rằng dù hai đội đang có trình độ khá ngang nhau, nhưng tờ báo của Anh đánh giá là Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Việt Cương cũng dự đoán một chiến thắng với tỷ số 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Quý vị dự đoán sao? Hãy đưa ra ý kiến của mình trong phần bình luận. Xin chào tạm biệt và chúng ta cùng chờ đợi những khoảnh khắc bùng nổ ở Abdullah bin Khalifa.